pha đánh bóng tuyệt vời của Roger Federer. Cái khó khăn cho tư thế bị động của Roger Federer. Tuy nhiên đó là một cú đánh phải nói là cực hiểm. Bóng bay ngoài tầm với của và đánh bóng tốt của Kudela. Roger Federer. Khi mà Roger Federer di chuyển quá trách về phía bên trái, drop shot tuyệt vời của Roger Federer và Kudela dù di chuyển lên rất nhanh nhưng cũng không thể nào bắt kịp. 3-1. Những cú đánh có thể nói là tuyệt hảo của Roger Federer. Pha cắt bóng, bóng đi rất xoáy. Dây tốt của Kudela đã khiến cho Roger Federer. Trận đấu bóng đá đi ra ngoài sân 4:30. Một cú đánh vắt sườn của Roger Federer và anh đã kết thúc giờ đấu 5-3. Bốn mươi lăm cho Roger Federer. Như vậy là Roger Federer đã giành chiến thắng ở set đấu đầu tiên. Tỷ số là 6-4.